Cải cách tư pháp là một trong những nhiệm vụ lớn mà Đảng xác định trong nghị quyết Đại hội 13. Để làm điều này, cần thiết phải tiếp tục xây dựng bổ sung, làm giàu nền tảng lý luận về cải cách tư pháp. Trên cơ sở đó, thiết kế các tư tưởng, quan điểm chỉ đạo, cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ cho chiến lược cải cách tư pháp, đồng thời phục vụ tổ chức thực hiện chiến lược này. Thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, thời gian qua, Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách tư pháp đã tổ chức các cuộc hội thảo nhằm tập hợp ý kiến đông đảo của các nhà lãnh đạo, các nhà khoa học, nhà lý luận và các cơ quan tư pháp trong công tác cải cách tư pháp ở nước ta cả trước mắt và lâu dài. Mới đây nhất, ngày 17 tháng 1 năm 2022 tại Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo xây dựng đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, tổ chức hội thảo quốc gia với chủ đề tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả cải cách tư pháp, đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đồng chủ trì hội thảo. Cùng dự có các thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo một số ban bộ ngành, các chuyên gia, các nhà khoa học. Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, các cơ quan tổ chức liên quan đã rất tích cực, chủ động triển khai việc xây dựng đề án để trình Bộ Chính trị và Trung ương. Trong đó, xây dựng chiến lược cải cách tư pháp là một trong những nội dung trọng tâm của đề án, là vấn đề có tính cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Nền tư pháp nước ta đã có một bước tiến dài trong việc bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Nổi bật là, một, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác cải cách tư pháp và công tác tư pháp được nâng lên rõ rệt. Tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đã cho thấy công tác cải cách tư pháp đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng. Nền tư pháp nước ta đã có những bước tiến dài trong việc bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, lợi ích của nhà nước và lợi ích hợp pháp của các tổ chức. Công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật cơ bản đã thể chế hóa được các chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, các nguyên tắc đặc thù về tổ chức và hoạt động tư pháp, với tư cách là giá trị văn minh trong nhà nước pháp quyền hiện đại, được ghi nhận thể chế hóa và thực hiện. Tổ chức bộ máy chức năng nhiệm vụ thẩm quyền của các cơ quan tư pháp được kiện toàn, đổi mới chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, hoạt động tư pháp đã được nâng cao hơn. Tuy nhiên, thời gian qua, công tác cải cách tư pháp vẫn còn không ít những hạn chế và bất cập. Về nhận thức, vẫn còn tồn tại cách hiểu chưa thống nhất về nội hàm tư pháp, quyền tư pháp, cơ quan tư pháp, độc lập tư pháp, kiểm soát quyền lực tư pháp. Về hoạt động thực tiễn, một số nhiệm vụ, giải pháp cải cách tư pháp đến nay vẫn đúng đắn nhưng chưa được thực hiện, hoặc thực hiện nhưng chưa thực sự hiệu quả, nhất là trong cải cách tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp. Bên cạnh đó, sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xu thế hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện của đất nước, đòi hỏi công tác cải cách tư pháp cần phải tiếp tục được đẩy mạnh để đáp ứng tốt hơn yêu cầu của tình hình mới. Đây cũng là những vấn đề được đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng ban xây dựng đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, nhấn mạnh tại hội thảo lần này. Các cuộc cải cách tư pháp đã góp phần xây dựng nền tư pháp nước ta ngày càng hoàn thiện, phát triển và từng bước tiệm cận những giá trị văn minh, tiến bộ của nền tư pháp hiện đại trên thế giới, nhất là qua quá trình tổ chức nghị quyết 49
của Bộ Chính trị thì cái kết quả cũng rất nhiều điểm đáng rất được trân trọng. So với trước đây, nhiều mặt trong tổ chức thực hiện cái quyền con người, quyền công dân, nhất là sau khi Hiến pháp 2013 thông qua đã được thực hiện. Mặc dù chỗ này, điểm kia, địa phương nọ, khu vực kia nó còn nhiều vấn đề bất cập, nhưng chúng ta phải khẳng định cái cải cách chúng ta đã bước đầu có những tiến bộ. Cải cách tư pháp cần phải được tiếp tục đẩy mạnh trong thời gian đến. Cải cách tư pháp phải được nâng lên một tầm cao mới. Đây là yêu cầu khách quan để đảm bảo cho nền tư pháp Việt Nam thực hiện tốt vai trò, sứ mệnh của mình, đóng góp vào sự phát triển của đất nước. So với hội thảo lần thứ nhất tổ chức tháng 12 năm 2021 với chủ đề Những vấn đề lý luận và thực tiễn về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hội thảo lần này đã quy tụ nhiều ý kiến chất lượng của các nhà quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà lý luận về công tác cải cách tư pháp ở nước ta. Trong đó, nhiều ý kiến đề nghị trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, kinh tế số, xã hội số và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, tác động sâu rộng đến mọi mặt của đời sống xã hội, đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc tiếp tục cải cách mạnh mẽ nền tư pháp Việt Nam. Do vậy, cải cách tư pháp cần được tiếp tục đẩy mạnh và phải được nâng lên một tầm cao mới. Về trọng tâm của cải cách tư pháp, một số ý kiến cho rằng trong chiến lược cải cách tư pháp mới, cần tiếp tục chọn cải cách tòa án là khâu đột phá. Về đổi mới mô hình tổ chức các cơ quan tư pháp, nhìn chung, các ý kiến đều thống nhất quan điểm cần phải tiếp tục cải cách tổ chức hệ thống tư pháp và có lộ trình phù hợp để bảo đảm cho tổ chức và các hoạt động của cơ quan thực hiện quyền tư pháp, cơ quan tham gia hoạt động tư pháp được đặt trong một hệ thống chỉnh thể, bảo đảm sự phân công phối hợp và kiểm soát quyền lực có hiệu quả trong hoạt động tư pháp. Cải cách tư pháp là quá trình đổi mới liên tục trong tư duy lý luận và tư duy thực tiễn, mang tính phức tạp, khó khăn, nhạy cảm, đụng chạm đến lợi ích của toàn bộ xã hội, đặc biệt là lợi ích của con người, lợi ích của các bộ ngành liên quan đến tư pháp. Đây là một điều chúng ta phải thực hiện một điều. Trọng tâm của tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp là tăng cường quyền tư pháp, tăng cường thực hiện quyền tư pháp, hoàn thiện cơ chế thực hiện quyền tư pháp, tăng cường bảo đảm tính năng động tư pháp, chất lượng thực hiện quyền tư pháp và tăng cường các nguồn lực để thực hiện quyền tư pháp. Đây là một trọng tâm. Trọng tâm thứ hai là xây dựng tòa án trở thành thiết chế có năng lực, khả năng để thực hiện quyền tư pháp một cách hiệu quả, hiệu lực, nhằm bảo vệ các giá trị pháp quyền cốt lõi của xã hội là hiện thân của pháp lý, công bằng lẽ phải, bảo vệ pháp luật là trung tâm của thực hiện quyền tư pháp, đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động của các cơ quan tham gia thực hiện quyền tư pháp. Cải cách tư pháp quốc gia không tách rời hoạt động cải cách tư pháp các địa phương. Hội thảo lần này cũng là cơ hội để các cấp ủy đảng chính quyền địa phương tiếp nhận các quan điểm, đánh giá và nhìn nhận lại quá trình thực hiện cải cách tư pháp thời gian qua và có định hướng thực hiện sát yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới. Riêng đối với Đà Nẵng, việc triển khai các nghị quyết của Đảng, Chính phủ xây dựng và phát triển thành phố trong giai đoạn mới theo tinh thần nghị quyết 43 của Bộ Chính trị, nghị quyết 119 của Quốc hội về tổ chức thí điểm mô hình chính quyền đô thị, thì công tác cải cách tư pháp lại có những vai trò vị trí quan trọng nhất định. Về vấn đề này, đồng chí Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cũng đã chia sẻ cụ thể tại hội thảo. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự chỉ đạo sâu sát của Ban chỉ đạo xây dựng đề án, sự chuẩn bị chú đáo, công phu của các cơ quan thường trực Ban chỉ đạo và sự tâm huyết, trách nhiệm của các vị đại biểu, hội thảo hôm nay sẽ thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Đồng thời, đây cũng là dịp để thành phố lắng nghe, tiếp thu các ý kiến và vận dụng để hoàn thiện mô hình chính quyền đô thị đang triển khai thực hiện tại thành phố Đà Nẵng theo tinh thần nghị quyết 119 ngày 9/6/2020 của Quốc hội khóa 14 và nghị định số 34 ngày 9/3/2021 của Chính phủ. Trong đó đang đặt ra nhiều vấn đề về cơ chế giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố đối với các cơ quan tư pháp cấp quận khi không tổ chức Hội đồng nhân dân cấp quận. Thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan tư pháp đổi mới về phương thức hoạt động, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách tư pháp,
nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động đấu tranh phòng ngừa vi phạm và tội phạm, nhất là các hành vi tội phạm phát sinh trong quá trình phòng chống dịch bệnh, chống tham nhũng, khắc phục được những tồn tại và hạn chế đã được chỉ ra trong các kết luận thanh tra, kiểm toán và các bản án. Cải cách tư pháp là một trong những trọng tâm của đề án xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề còn có những nhận thức, quan điểm, ý kiến khác nhau. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các ý kiến của nhiều đại biểu đối với nhóm nội dung về mục tiêu, quan điểm, định hướng cải cách tư pháp. Chủ tịch nước trưởng ban chỉ đạo kết luận, qua thảo luận về cơ bản hội thảo thống nhất cải cách tư pháp phải đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện, chặt chẽ của Đảng, giữ vững bản chất nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, do Đảng lãnh đạo. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, việc thực hiện chiến lược cải cách tư pháp mới trong thời gian tới sẽ tạo cho nền tư pháp Việt Nam có những chuyển biến tích cực, phát triển đúng hướng, phù hợp với xu thế thời đại, bảo vệ, bảo đảm tốt hơn công bằng công lý, quyền con người, quyền công dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của tổ chức cá nhân, góp phần khẳng định bản chất, thượng tôn pháp luật, phục vụ nhân dân của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trao đổi thảo luận hôm nay, tất cả chúng ta đều thống nhất nhận thức rằng cải cách tư pháp là một trong trọng tâm của đề án xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chúng tôi thống nhất được việc thứ nhất là về trọng tâm của cải cách tư pháp, đây là vấn đề được nhiều tham luận và ý kiến thảo luận tại hội nghị này. Các nhiều ý kiến rất sâu, rất khoa học, trên cơ sở nghiên cứu hệ thống. Về vấn đề cải cách tư pháp này, thì tôi xin nhắc lại nghị quyết 49 của Bộ Chính trị đặt trọng tâm cải cách tư pháp là tòa án là trung tâm, xét xử là trọng tâm, tranh tụng là khâu đột phá. Phần thứ hai là về bảo đảm tính độc lập của tư pháp. Đây là chuẩn mực chung của nền tư pháp hiện đại. Nguyên tắc độc lập tư pháp là yếu tố tất yếu, đặc trưng của nhà nước pháp quyền gắn với dân chủ, công bằng và công lý. Nhìn chung các ý kiến các đồng chí nêu đều thống nhất với quan điểm cần phải tiếp tục cải cách tổ chức hệ thống tư pháp và có lộ trình phù hợp để đảm bảo tổ chức và hoạt động của cơ quan thực hiện quyền tư pháp, cơ quan tham gia hoạt động tư pháp được đặt trong một hệ thống chỉnh thể, bảo đảm sự phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực có hiệu quả trong hoạt động tư pháp. Theo kế hoạch, trong thời gian tới, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc hội thảo về những vấn đề mới, đột phá trong xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một số cuộc tọa đàm chuyên sâu để hoàn thiện đề án quan trọng này. Đồng thời sẽ xem xét kết hợp vận dụng sáng tạo những tiến bộ của nền tư pháp trên thế giới vào điều kiện cụ thể của Việt Nam để thực hiện thành công chủ trương, đường lối cải cách tư pháp nêu trong văn kiện Đại hội lần thứ 13 của Đảng.